Và tôi sẽ đăng cái này lên trên kênh Instagram. Thực sự đó là một ngày rất tuyệt vời và chúng tôi rất hồi hộp. Và chúng ta đấy chính là có một cái buổi AMA đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta có Dima Sesama cùng với chúng ta là người sáng lập và là CEO của Blockchain Sports. Và thực sự đó là một ngày rất tuyệt vời. Tiếng thu âm của bác cái bị lặp lại. <laughs> đang bị vang lại ở trên YouTube Ừ, tôi thấy rất là vui có Edward Villa cùng với chúng tôi và Andre cùng với chúng ta nữa và đó là đấy là kiến trúc sư đằng sau cái cơ sở hạ tầng của blockchain sport uh, cho và đồng thời là cho các nhà sáng lập của Limitless Edward Idea và tôi và rất là vui được gặp các anh ngày hôm nay và chúng ta có một cuộc gọi rất là tuyệt vời mà chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta với rất nhiều thông tin với rất là nhiều những cái tin tức rất là hồi hộp và tôi chỉ muốn chào đón tất cả mọi người và Edward ạ các anh có thể tham gia vào và có thể với chúng ta và các bạn đợi chút đợi, chút để tôi gửi cái đường link này lên trên YouTube đã và tôi thấy rất là vui khi có tất cả mọi người đấy ngày hôm nay Xin chào anh ạ. Tôi thấy rất là hồi hộp được nghe nhiều hơn nữa về các phần chi tiết từ Andre. Bởi vì là ở Dubai khi mà anh, bắt, đầu, anh ấy bắt đầu nói ấy, trước khi trước khi mà có toàn bộ cái bài thuyết trình ấy thì anh ấy đi thẳng vào 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 phần thông tin rất là sâu và về Alata và tôi ngồi bên cạnh anh ấy và nếu các bạn nhớ và tôi thấy rất tuyệt vời và mọi người sẽ hiểu được nó lớn như nào bởi vì chưa ai đã từng nghe được cái đó trước đó và chúng ta thông báo ngày hôm nay và tôi nghĩ vậy thì cái này sẽ rất là tuyệt vời cho chúng ta bởi bây giờ là mọi người đã có được thông tin ở đấy rồi và mọi người đã biết là cái gì đang diễn ra và và cái này sẽ là một điều rất là thú vị cho chúng ta bởi vì là bởi vì những gì mà chúng ta có ở đây thì thực sự đó là một điều chưa bao giờ được nghe trước đây ạ. Tôi nghĩ Edward và lý do vì sao mà anh đã bắt đầu theo kiểu này bởi vì ở đây là À, chúng ta biết được cả thế giới về cái này đúng không và thực sự đó là một cái giấc mơ rất là lớn và với tất cả những thứ này và các bạn nghĩ rằng tất cả mọi người đều hết sức là hồi hộp và chúng ta đã giữ bí mật trước đó ạ cho nên khi mà chúng ta có thông báo ở, ở đấy ạ vậy nhưng mà vâng ạ thông tin rất là hồi hộp ạ và tôi nhớ cái ngày đầu tiên mà khi mà tôi gặp ấy mà trên thực tế là ba chúng tôi gặp với nhau ạ với lại Andre ấy, và anh bắt đầu nói và anh nói nói nói, nói anh nói rất là nhanh nó rất nhanh và tất cả các thông tin chi tiết vâng ạ và Andre và chúng ta sẽ anh ấy sẽ tham gia sớm thôi ạ. nhưng mà nếu mà có thể anh có thể nói chậm hơn một chút bởi vì chúng ta có 13 tiếng khác nhau ạ, được dịch ra một cách đồng thời cho nên nếu mà anh có thể nếu mà anh nói rất là nhanh ạ, thì nó sẽ gặp khó nó gây khó khăn cho các phiên dịch ạ và đồng thời chúng ta có tiếng ba lan nữa và vậy thì khi mà chúng ta có rất nhiều tiếng như này thì rất là không may ạ. là chúng ta chúng ta là vô hạn nhưng mà chúng ta có một số hạn chế <laughs> chúng ta là vô hạn nhưng mà zoom thì nó không có vô hạn ạ vâng và... ạ vậy thì vậy thì à, tiếng ba lan ở trên kênh bồ đào nha ấy ạ vậy tôi rất là vui được nghe các bạn về đi mà tôi biết là bạn không cảm thấy được khỏe lắm nhưng mà tôi vừa có một cái ngày và... tương tự như vậy trong vài ngày vừa qua sau sự kiện ở tại dubai ạ thì à, ngày em của tôi ạ tôi cơ thể của tôi hết sức là mệt mỏi ạ kiệt sức ạ tôi biết rằng là tất cả chúng tôi à, chúng ta đã hết sức là hết sức là không ngừng làm việc trong vòng 2 tháng vừa qua khi mà chúng ta chuẩn bị cho sự kiện ở tại dubai và tôi biết rằng là các bạn À, thực sự đi rất là nhiều một hôm thì anh ở nước này, Và ngày hôm sau thì anh đã ở một nước khác rồi và anh đã ở khắp nơi trên thế giới và ở vào tất cả những cái múi giờ khác nhau vậy thì có rất là nhiều thứ và tập hợp tất cả mọi thứ các nhau và tôi biết rằng là cơ thể của anh thì cuối cùng đã nói rằng đủ rồi là đủ rồi và hy vọng rằng là sẽ có khả năng anh sẽ có thể nghỉ ngơi vậy thì xin cảm ơn bạn vì tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay mặc dù là bạn cảm thấy không được khỏe lắm vậy thì chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn yêu cầu bạn phải nói quá nhiều ngày hôm nay nhưng mà đi mà bạn có thể nói lời chào với tất cả mọi người đúng không ạ Chào, cảm ơn anh Jeremy vâng ạ. Đúng là như vậy ạ. Vài năm vừa qua thì tôi đã ở 37 nước khác nhau. Tôi đi rất là nhiều bởi vì tôi đẩy tất cả năng lượng của tôi vào dự án này tất cả mọi thứ ạ, 100%. Tất cả mọi thứ của cơ thể của tôi tôi cho hết vào đấy, tất cả đầu óc của tôi, tất cả mọi thứ nó đều vào vào cái dự án này. Vậy thì thậm chí là đối với sự kiện vào ngày 21 tháng 2 ạ, đối với tôi nó giống như kiểu là là cái cuối cùng là một cái tầm nhìn cuối cùng của tất cả mọi thứ mà tôi đã làm trong những năm vừa qua và sau khi mà sau đấy thì cơ thể của tôi nói với tôi là bây giờ thì anh nên anh nên nghỉ ngơi đi thôi uh, uh, và về kết quả ở đây thì tôi uh, thì là ngay bây giờ anh cần phải dừng lại trong một trong một tuần nghỉ ngơi đi và tôi cảm thấy khá hơn rồi ạ và đấy là do vì sao mà tôi ở đây ngày hôm nay bởi vì tôi muốn tiếp tục giải thích tất cả mọi thứ về cái biện pháp tiêu của chúng tôi, về công nghệ của chúng tôi và về mọi thứ và về những cầu thủ bóng đá, về tất cả mọi thứ. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cố gắng thúc đẩy một số phần của năng lượng của tôi, dồn hết năng lượng của tôi vào trong cộng đồng của chúng ta và cho mọi người thấy là nó lớn như thế nào về dự án của chúng ta. Vậy thì tôi tôi thấy là nó sẽ rất là tuyệt vời và À, với lịch sự kiện ở Dubai sau khi rời khỏi Dubai tôi khá là ốm nhưng mà chúng ta có một số cuộc gọi mà chúng ta có với cộng đồng ạ và tôi cũng tôi vẫn làm được tất cả cuộc gọi đó nhưng mà sau đó ạ xong rồi tôi xong rồi tôi tắt hết điện thoại đi và tôi đi nằm tôi đi nằm nghỉ vậy thì xin cảm ơn anh vì đã cùng với chúng tôi hôm nay và Ilya và Andre và thực sự đó là cái tuần đầu tiên rất tuyệt vời khi mà chúng ta đưa ra vào tháng vào cái tuần trước ở tại Dubai ấy, với lại cái uh, sự cộng tác về gọi vốn cộng đồng của Leibniz và cái gói nhà sáng lập đã lên trực tiếp gần 40 triệu về những cái gói nhà sáng lập thì đã được bán rồi và và tuần này thì chúng ta sẽ đưa ra cái nội dung và tất cả thanh theo tất cả các cái ngôn ngữ khác nhau, rồi là các cái webinars cuộc gọi mà được tổ chức ở các quốc gia khác nhau, rồi các video, rồi các bài hình chiếu PowerPoint. Bởi vì chúng ta biết rằng là mọi người thì người ta đang xếp hàng chuẩn bị bây giờ rồi ấy, để nói rằng là à, chúng tôi muốn hiểu, chúng tôi muốn trình bày mà cái dự án này, vậy thì vậy thì từ từ cái phần AMA này để di chuyển xa hơn nữa thì nó thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa và nhiều đà hơn nữa. Nhưng mà thực sự đó là một cái dự án rất là hay và tôi phải nói các bạn rằng là khi mà các bạn nói về một cái dự án mà ở đó là công nghệ mà gặp vỡ lại gặp gỡ với cuộc sống thực tế ấy, thì cái dự án này nó nó tích được vào tất cả các cái ô của chúng ta và tất cả cái tiêu chuẩn của chúng ta và ở đây là chúng ta đang nói về cái ngành công nghiệp thể thao mà thực sự đó là một cái cuộc nói chuyện hết sức có liên quan mà đối với lại 90% dân số trên thế giới ngày nay mà khi mà chúng ta nói về niềm đam mê thì tôi rất là thích ạ tôi rất là thích khi mà chúng ta bắt đầu với lại bóng đá với lệ với lệ với một số các quốc gia mà người ta có thể gọi là kiểu bóng đá khác ấy. nhưng mà chúng ta bắt đầu với football tức là từ bóng đá bởi vì là, tức là đó là cái với tất cả các cái môn thể thao trên thế giới thì cái niềm đam mê mà cái bóng đá nó các fan hâm mộ của bóng đá rồi các quốc gia rồi các thành phố rồi các cộng đồng cho bóng đá cái niềm đam mê mà nó nó làm cho mọi người đoàn kết vào cuộc với nhau liên quan tới bóng đá thì nó có ở đó và tôi rất thích cái thành phần về kỹ thuật số của cái dự án này cái blockchain cái thành phần blockchain ấy mà nó có ở trong đó và chúng ta và và với cái dự án này thì thực sự nó thực sự những gì mà nó làm đó là nó tích được vào tất cả các cái tiêu chuẩn của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đào sâu vào các bạn ạ với một số thông tin tôi nghĩ những gì mà chúng ta một cách rất tốt để chúng ta có thể bắt đầu cho cuộc gọi ngày hôm nay đó là Edward Elias, thì tôi sẽ bỏ tôi sẽ lấy cái bài hình chiếu ra ấy mà tôi sẽ nói qua về một số cơ phần hình chiếu giới thiệu về blockchain sports và sau đó tôi nghĩ rằng là từ đấy thì chúng ta sẽ có thể dừng lại, chúng ta tạm dừng lại và sau đó chúng ta sẽ chuyển vào các phần câu hỏi và chúng ta đưa ra các cái vị khách của chúng ta lên ngày hôm nay đúng không ạ? Các anh thấy đúng không ạ? được ạ, được ạ, được anh hay anh Jeremy vậy thì các bạn sẽ có khả năng nhìn thấy màn hình của tôi ngay bây giờ có đúng không ạ? Vâng ạ. Để tôi cho cái chế độ bài thuyết trình vào. Vậy thì một lần nữa tôi nghĩ đây là những gì mà thực sự mà nó đang nó đang sôi bọt lên cùng với lại sự kiện của chúng ta với mọi thứ ấy, đó là chúng ta có cái công nghệ blockchain và gặp gỡ với là IEL ở trên cuộc sống thực tế đó là cái hoạt động kinh doanh về thể thao ấy và trên thực tế thì là thực sự nó, với tất cả mọi thứ mà các bạn cần để chúng ta có thể biết nhiều hơn nữa về blockchain sports thể thao tất cả đường link ở trên mạng xã hội rồi là cái white paper trang rồi là tất cả về khía cạnh về kỹ thuật số tới cái khía cạnh về vật chất ấy. thì tất cả những đường link đều ở trên đó rồi ấy. rồi là DC sports .io Vậy thì một lần nữa là becsports.io. Vậy thì các bạn chắc chắn là các bạn muốn lưu cái đó vào và thực sự các bạn quen thuộc với cái này thì đó là nó có rất là nhiều các nội dung từ vở trên đó và ngày hôm nay chúng tôi đã gửi ra cái 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 nhóm Telegram mới chính thức của Blockchain Sports. Vậy thì vậy thì nó sẽ đầy tất cả những phần cập nhật và thông tin cho các bạn ở đấy nữa. Và vào ngày mùng 1 tháng 9 thì nó sẽ chính là cái ngày đưa ra chính thức ạ. cái đấy có nghĩa thế nào có nghĩa rằng là cái chương trình về nhà sáng lập và thì nó kết thúc ấy. và cái dự án nó lên công khai ấy. nó lên công khai và lên công chúng vào ngày mùng 1 tháng 9 của năm nay và đây chỉ là một số tôi nghĩ là một cái chỗ rất tốt để chúng ta có thể bắt đầu và đi mà thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ để cho anh nói về một số thứ này vậy thì uh, blockchain sports là cái gì ạ và chúng ta sẽ để cho DM nói với chúng ta về cái đó và đây là một số nhìn điểm nhấn đó. Blockchain sports hay blockchain thể thao ấy, thì đó là một cái hệ sinh thái web 3 mà nó đưa công nghệ đầy bước ngoặt vào trong ngành thể thao toàn cầu bắt đầu với bóng đá. Và cái dự án này thì nó được phát triển 18 tháng với 30 triệu về các khoản đầu tư 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 nhân đã được thực hiện rồi. Cái đấy nó là trước khi mà các nhà cái gói xài nhà sáng lập và được đưa ra vào tuần trước ấy, 30 triệu và hơn 10 trong vòng hơn 18 tháng về phát triển cả về khía cạnh công nghệ cũng như là về khía cạnh là thế giới thực tế của hoạt động kinh doanh này liên quan tới thể thao bóng đá ấy. và và nó xây dựng cái blockchain mà nhiều lớp được gọi là Atleta và đó là một cái học viện bóng đá hạng nhất tại Brazil mà nó có rất là nhiều công ty công nghệ và nó đã có rất là nhiều công, 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 ty về công nghệ và rất nhiều các câu lạc bộ bóng đá đã kết hợp cùng với lại những cái tổ chức thể thao hàng đầu ở khắp nơi trên thế giới và người ta có hơn 300 nhà phát triển chuyên gia web 3 chỉ về cái khía cạnh về thể thao blockchain sports ấy. và tôi tin rằng là đi mạng và anh hãy cho chúng tôi biết ạ và tôi tin rằng là anh có rất là nhiều hơn thế nữa mà Ờ, tại các văn phòng của anh ạ có rất nhiều các nhà phát triển hơn thế nữa một cách tổng thể ấy, mà người ta chuyên tâm vào tất cả những cái lĩnh vực khác nhau của dự án này vậy thì chúng ta cứ tạm dừng ở chỗ này tôi sẽ tắt cái màn hình chia sẻ điện và chúng ta sẽ bắt đầu ở đây với lại Dima hãy cho chúng tôi biết ạ blockchain blockchain sports là cái gì ạ hãy cho chúng tôi cái câu chuyện về blockchain thể thao blockchain sports ạ hãy cho chúng tôi một số thông tin là blockchain sports là là ai bởi vì đối với rất nhiều người thì đây là lần đầu tiên mà người ta được nghe một cách trực tiếp từ anh á về về đó là nhà sáng lập và ceo của blockchain sports cái tầm nhìn là cái gì cái công việc gì đã được làm cho tận giờ hãy cho chúng tôi biết một chút nhìn hơn nữa về cái câu chuyện của cái dự án này vâng vâng và... vậy thì blockchain sports hay blockchain thể thao là cái gì ạ blockchain sports trước hết đó là con người nhưng mà con người không chỉ là từ thế giới phát triển mà thế thế giới toàn cầu thì nó là bên của tôi và thế giới phát triển nó là từ bên của tôi. Và bởi vì bản thân tôi và đội của tôi chúng tôi có ngày hôm nay là hơn 14 công ty khác nhau mà có cơ sở khắp nơi trên thế giới và nó là hơn ngày hôm nay có thể là hơn 800 nhà phát triển mà người ta làm việc về dự án này và vâng anh Jeremy anh nói đúng ạ, thì nó là hơn 300 các nhà phát triển làm việc chỉ về khía cạnh là hệ sinh thái blockchain bởi vì là nó sẽ nó là một cái dự án rất là lớn ạ và chúng tôi muốn bắt đầu mà mà bắt đầu mà đưa ra công khai vào một ngày 4 tháng 9 ấy. và trước đó trước 3 tháng thì chúng tôi bắt đầu thử nghiệm và chúng tôi nghĩ là cái blockchain này trong tương lai thì nó có thể chính là trong vòng 1 đến 2 năm nữa ấy, thì chúng ta sẽ thì nó sẽ ở trong cái 10 blockchain hàng đầu trên thế giới ạ. Vâng ạ. Thì đó chính là mục tiêu của chúng tôi ạ. Và chúng ta muốn đi từ chúng ta muốn vào được 10 hàng 10 blockchain hàng đầu bởi vì có rất nhiều công nghệ mà chúng ta muốn tích hợp vào trong cái hệ sinh thái này ạ. Và ngày hôm nay thì tôi có thể nói là một số các cái blockchain khác thì nó có thể có rất là nhiều công nghệ. Nó là về các nhà phát triển ạ. Nhưng mà blockchain nó có theo khía cạnh khác ạ. Nó có bóng đá có các cầu thủ bóng đá và các huyền thoại bóng đá. Và ngày hôm nay thì khi mà chúng ta bắt đầu với cái dự án này ở 15 vào ngày 11 tháng và ngày 11 tháng 15 tại Brazil ấy, rất là nhiều các cầu thủ bóng đá người ta bắt đầu tới chỗ chúng tôi uh, là các cái nhà là những người huyền thoại ở đấy ấy. người ta muốn người ta muốn cùng với chúng tôi tham gia cùng chúng tôi bởi vì người ta được nghe về blockchain rằng là nó giống kiểu là một hòn đảo một hòn đảo về bảo mật và an ninh cho các cầu thủ bóng đá bởi vì bởi vì blockchain sports cho họ một mức độ an toàn nào đó về cái sự bảo vệ cho họ và nó cho họ cái cơ hội mới bởi vì họ có thể quảng cáo và khuyến mại những cái cái cảnh rất tốt về họ và họ có thể quảng cáo rất là nhiều về công nghệ và và quảng cáo được về các cái học viện cho các cái tài năng trẻ và ngoài ra nữa vào ngày vào ngày 21 tháng 2 rất nhiều các cái cầu thủ bóng đá khắp nơi trên thế giới người ta tới sự kiện của chúng ta ấy ạ. Và họ đến không phải chỉ bởi vì là chúng ta mời tất cả họ. Mà họ đến bởi vì là người ta muốn đến chỗ chúng ta và xem là cái gì xảy ra tại sao là có rất nhiều các cầu thủ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới người ta lại đến đây. Và khi mà họ thấy được Khi mà họ ngồi ở thế trường và họ thấy cái gì đã xảy ra ở đấy ấy, thì vâng ạ. Có thể là họ hiểu không phải là 100% bởi vì vâng bởi vì họ là vận động viên thể thao chứ không phải là doanh nhân nhưng người ta hiểu được cái điều chính ấy đó là cái dự án này được xây dựng từ tâm bởi vì trước hết đó là đối với chúng ta nó không phải là về tiền trước hết đối với chúng ta nó chính là cho rất là nhiều cơ hội cho những người trẻ ạ à, cho những cái người trẻ những cái người mà người ta được cứu từ những cái tội phạm bởi vì ở brazil chúng tôi có rất nhiều các cái vấn đề lớn ấy, về 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 cái việc mà những người đến từ favela người ta người chúng tôi lấy từ những cái khu vực nghèo những cái người trẻ cho, cho họ rất nhiều cơ hội chúng với lại những cái học viện rất tốt và người huấn luyện rất là tốt và mọi thứ đó, thì người ta có cái lựa chọn để có thể phát triển và chúng tôi biết rằng là hầu hết những cái cầu thủ bóng đá của Brazil nổi tiếng họ đến từ những khu vực rất là nghèo và các cầu thủ bóng đá thì người ta thấy cái đó và người ta sau cái sự kiện đấy thì người ta bắt đầu thảo luận với chúng tôi về việc là này các anh này chúng ta chúng tôi muốn thay đổi thế giới về thể, về bóng đá bởi vì làm anh rất là lớn và cái khu vực của anh thì nó rất là sạch và và từ 10 cầu thủ bóng đá thì các bạn anh thì bây giờ là chúng tôi tham gia cùng với các anh cả, các anh có thể mời chúng tôi tới tất cả các nhóm anh có thể mời chúng tôi tới tới tất cả cái việc marketing chúng tôi muốn tham gia cùng với với các anh bởi vì bởi vì họ biết là nếu mà họ đến cùng với chúng tôi tới 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 những năm sau những năm tiếp theo ạ thì họ sẽ có tất cả mọi thứ ạ. Họ sẽ có họ sẽ có có cái sự bảo vệ của và họ sẽ có cái công nghệ rất là tốt cho họ và họ sẽ có gia đình rất là tốt xung quanh họ mà làm về lĩnh vực bóng đá. Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng blockchain nó không chỉ là công nghệ đâu ạ. Mà blockchain tôi tôi nói về về cái giai đoạn đó là về về blockchain nó là một cái hòn đảo rất lớn về sự quảng cáo và uh, cho tất cả các cái cầu thủ bóng đá cho tất cả những người huấn luyện về bóng đá cho tất cả mọi người mà người ta tới hòn đảo của chúng ta uh, Jeremy uh, nó no. vâng, thực sự thực sự nó rất đúng là như vậy tôi có nhớ ấy, khi mà chúng ta ở Brazil cùng với nhau ấy, Edward Elia và tôi ấy, và một số các nhà lãnh đạo hàng đầu đã bay tới đó và các anh có có một cái sự kiện mà thông cáo báo chí thông cáo báo chí rất lớn nhỉ anh có các cái thống đốc ở đấy rồi là có à, các cái bộ bóng đá ở đó thể thao ở đó rồi là anh có tổng thống thủ tướng ở đấy rồi là có cầu thủ bóng đá ở đó rồi các huấn luyện viên ở đó Zico ở đó rồi là Mario cũng ở đó rồi là các cái cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở đấy ạ và và có hàng nghìn người có mặt ở đó rồi các cái kênh mới ở đấy các kênh tin tức ở đấy nhưng mà chúng ta đã có cơ hội để ngồi xuống và vài ngày đấy cùng với nhau ạ với lại một số các huyền thoại mà người ta kết hợp cùng với chúng ta và và chúng tôi chúng ta đã có cơ hội hỏi họ đó là cái gì mà mà đã khiến cho các anh hồi hộp và quan tâm là một cầu thủ bóng đá bây giờ một số họ họ đã sở hữu riêng câu lạc bộ bóng đá riêng của họ và học viện bóng đá riêng của họ vậy thì đó là cái gì về blockchain sports mà khiến cho các anh muốn tham gia và tôi phải nói với các bạn với các anh rằng rằng một trong những câu trả lời mà chúng tôi có được từ tất cả các cái tất cả các cái huyền tại bóng đá khác nhau và có huấn luyện viên bóng đá khác nhau cái điều câu trả lời số 1 mà họ đã đưa ra mà tôi đã có được nghe từ họ đó chính là cái này thì nó sẽ làm thay đổi cái tương lai của bóng đá mãi mãi và tôi đã bắt đầu được nghe từ họ về việc là bây giờ ở trong thế giới bóng đá ngày nay là là và và để 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 tôi nói làm rõ nó là họ họ thực sự họ thực sự chỉ đang nói về cái cái lĩnh vực đầu tiên của cái dự án thôi ạ và đấy là đấy là đấy là cái phi tập trung cái 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 việc thu mua phi tập trung về các tài năng trẻ để để làm dân chủ hóa cái môi trường đó và cho các cái, cái vận động viên trẻ này cái cơ hội và sau đó là sử dụng công nghệ để tìm ra cái người tài năng giỏi nhất để đảm bảo rằng là chúng ta không chỉ có đưa các cầu thủ vào thôi bởi vì người ta cần giúp đỡ hay là bởi vì họ là những đứa trẻ ngoan nhưng mà nhưng mà người ta đưa vào các cái siêu sao vào tương lai ấy và cho họ cái môi trường này đó là cái môi trường về cái việc huấn luyện mà chuyên nghiệp nhất mà họ có thể được nhận, rồi là cái 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 phần dinh dưỡng và sức khỏe tốt nhất, về cái lối sống tốt nhất, về hướng dẫn về lối sống tốt nhất mà họ từng được nhận và không chỉ là về hiệp việc huấn luyện cho họ mà đồng thời đưa họ được đi cả một quãng đường vào cái vị trí của họ, vào cái sự nghiệp chuyên nghiệp và cho họ những cái hợp đồng chuyên nghiệp ạ. Và khi mà tôi nói chuyện với lại chủ sở hữu các câu lạc bộ bóng đá ấy, thì người ta nói rằng là đây chính là một giấc mơ trở thành hiện thực ạ. Bởi vì người ta nói rằng là trong thế giới bóng đá thì anh có anh có những câu lạc bộ lớn như này mà có tất cả tiền ở khắp nơi trên thế giới mà người ta có rất nhiều tiền để có thể làm ạ. À? Nhưng nhưng mà 99% của các câu lạc bộ đó ở trong thế giới thể thao trong thế giới bóng đá ấy, thì người ta người ta thậm chí người ta thậm chí còn không có tiền để có thể giữ được các cái tài năng trẻ tiếp tục đi vào. Và một khi người ta mua được cầu thủ lớn rồi thì người ta đã tiêu tất cả mọi thứ người ta để có thể có được một cầu thủ thôi ạ. Và bây giờ thì đối với lệ 3 năm tiếp theo ấy, thì người ta không còn có tài năng trẻ vào được nữa vào trong tổ chức và người ta nói rằng nếu mà chúng ta có thể làm phi tập trung hóa cái và thông qua cái mô hình NFT ấy thì chúng ta có thể phi tập trung hóa cái việc thu mua các cầu thủ này ấy và và nếu mà các fan hâm mộ bóng đá hay là các nhà đầu tư hay là các cá nhân khắp nơi trên thế giới mà người ta có thể làm một phần trong việc giúp đỡ cho những cái cầu thủ chửi này có để có thể vào được trong sự nghiệp của họ bắt đầu sự nghiệp của họ thì người ta nói rằng là chỉ có một điều này thôi đấy thì nó sẽ hoàn toàn làm thay đổi được cả cái thế giới bóng đá. Và thực sự nó hết sức là mạnh mẽ để chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta làm phi tập trung hóa một cái 500 tỷ một năm là cái ngành công nghiệp này ạ vậy cái này rất là lớn và dim ạ vậy thì liệu chúng ta chúng ta có thể nói một cách cụ thể về cái đó một chút đúng không ạ bởi vì tôi nghĩ rằng là cái đó đồng thời nó cũng dẫn chúng ta tới một số những cái cuộc nói chuyện về blockchain với lại Hondra. nhưng mà nó hết sức là hay và hồi hộp khi mà chúng ta nghĩ về cái nền tảng này về cái nơi thị trường này ấy, mà nó lên trực tiếp vào ngày 1 tháng 9 ạ vậy thì hãy cho chúng tôi biết về cái thị trường ấy. hãy cho chúng tôi biết về về cái phi tập trung về cái mô hình cầu thủ bóng đá fan hâm mộ phi tập trung này hay cho chúng tôi biết về cái nơi thị trường NFT và cái ý tưởng đó đến từ đâu ra và tại sao nó lại hết sức mạnh mẽ bởi vì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái cái điều đầu tiên mà mọi người đều được nghe thấy và nói rằng wow, kể cả là đây là cái thứ duy nhất mà blockchain sports mà sẽ định làm thì nó sẽ là một ý tưởng mang tính phá vỡ mà nó sẽ đem lại những điều lớn ở trên thế giới thể thao vậy thì chúng ta hãy bắt đầu về cái đó ngày hôm nay đi ạ à, chúng ta hãy nói một cái cụ thể về cái phần đó của hoạt động cái mô hình kinh doanh của anh ạ vâng vâng. Ạ. về về thị trường NFT ạ. vâng ạ thì chúng ta có ngày nay việc sưu tập hơn ở hơn 25 quốc gia khác nhau và cái 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 kết nối này ấy, thì trước hết là từ các cái cầu thủ bóng đá ở các quốc gia này và và nó bao nó bao gồm các cái công ty thể thao rồi là rất là nhiều các đại lý rất nhiều người từ bên bóng đá tất cả họ tất cả họ đều có một số cái viên kim cương trẻ ấy. mọi người mọi cái bên do thám mọi đại lý mọi cầu thủ bóng đá nổi tiếng ấy, thì họ đều có họ giống kiểu có 3 đến 5 người trẻ và họ tin rằng là những người này khi mà người ta phát triển ấy, và trưởng thành thì người ta sẽ là cái tên thứ nhất hay tên thứ hai nổi tiếng và cái kiểu những cái viên kim cương trẻ như này ấy, thì đó là những con số rất lớn ấy. và tôi muốn kết nối đội của chúng tôi ấy. tôi muốn thu họ hết vào một cái nền tảng toàn cầu ấy. và đấy là do vì sao mà chúng tôi mở ra cái 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 thị trường NFT do thám cái định cái này có nghĩa là gì ạ có nghĩa là ví dụ ngày hôm nay chúng ta có hơn 50 nhà đại sứ bóng đá và mọi nhà nhà đại sứ bóng đá thì nó giống như kiểu là các đối tác ạ mà ngày nay thì giống như kiểu đối tác ạ và à, nhiều cái đây nhiều năm thì người ta nói rằng là à, cái này blockchain nó không có tốt cho chúng ta và bởi người ta làm nó làm sợ một số các cái kết nối với lại blockchain như ngày nay thì khi mà người ta thấy tất cả mọi thứ rồi khi mà người ta được nghe tất cả mọi thứ rồi và người ta hiểu rằng là nó hoạt động như thế nào rồi thì họ đều nói là đi mà, ngày hôm nay chúng ta có thể quảng cáo về blockchain, ngày nay ngày nay chúng ta có thể nói tất cả mọi thứ về, về 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 công nghệ của anh ở khắp nơi trên thế giới và chúng tôi không sợ nữa bởi vì chúng tôi thấy tất cả mọi thứ rồi, bởi vì chúng tôi thấy là 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 ví dụ trong tình trạng của Brazil ấy, khi mà tổng thống gặp tôi vào tháng 3 ấy, và tôi và tôi tới tới Brazil, Brazil để gặp ông ấy, ấy, bởi vì chúng tôi muốn giúp đỡ một số chúng tôi muốn giúp đỡ cho và ông ấy muốn giúp đỡ cho cái hệ blockchain của chúng tôi bởi vì ông ấy biết là chúng tôi phát triển như nào tại Brazil ạ và một tổng thống từ liên minh châu Âu từ một quốc gia ở, li... ở châu Âu ạ và tôi không muốn nói tên của đất nước này là nước nào ạ. nhưng mà tôi uh, muốn nói là họ muốn tích hợp cái công nghệ của chúng tôi vào trong đất nước của họ vào vào cái cấp độ chính phủ ấy, kiểu Ví dụ ngày hôm qua chúng tôi có cuộc họp ở Afghanistan với lại bộ trưởng về thể thao và ông ấy muốn tích hợp cái công nghệ của chúng tôi vào đấy ấy, nữa vào Kazakhstan và hàng ngày cứ hàng ngày thì mỗi một cái nước mới ấy, người ta lại tìm cách kết nối với chúng tôi và chúng tôi có cuộc họp với lại FIFA gặp gỡ với FIFA FIFA đến chỗ chúng tôi bởi vì người ta thấy là là cái gì đang xảy cái gì đã xảy ra tại Dubai à, như các cầu thủ bóng đá tại Coca-Cola mà chúng tôi mời hoặc là người ta tới dự án của chúng tôi ở tại Dubai ấy. và người ta hỏi là chuyện gì đã xảy ra vậy? vậy anh đang đi bây giờ anh đang đi đâu và khi mà người ta bắt đầu biết về blockchain họ, họ trong một khoảnh khắc người ta gọi tới Kevin và nói là Kevin hãy chuẩn chuẩn bị cuộc họp với lại Dima mà bởi vì là chúng tôi muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Dubai và chúng tôi đã trình bày cho họ về tất cả mọi thứ về blockchain và họ nói rằng ồ các anh ừ, 5 năm 5 năm năm nữa thì rất nhiều người trên thế giới người ta sẽ muốn làm cái này bởi vì là nó là về cái về giống như kiểu hộ chiếu kỹ thuật số cho mọi cầu thủ bóng đá ấy. nhưng mà chỉ nhưng mà rất là nhiều những cái việc chỉ có nói không thôi nhưng mà không có hành động không có ai không có ai làm và và chúng tôi lại bắt đầu làm rồi và họ nói rằng là được rồi vậy thì chúng tôi sẽ gặp lại anh trong vòng 6 tháng nữa sẽ xem các anh phát triển như thế nào và sau 6 tháng thì chúng tôi sẽ muốn tới chỗ anh và và làm nói nào nhỉ làm một số việc thử nghiệm về cái hệ thống sinh thái của anh và nếu mà mọi thứ đều tốt thì chúng tôi sẽ cho anh à, giấy chứng nhận cho cho FIFA. Cái hệ thống này thì nó được phê duyệt bởi FIFA. Và và cái này nó không chỉ nó không chỉ là nói ngày hôm nay đâu ạ, mà chúng ta đã làm về cái này rồi và Kevin đã làm việc cùng với FIFA với các chính phủ và tôi nghĩ là nó sẽ rất lớn ạ. Còn về thị trường NFT thì chúng tôi muốn làm gì ạ? Ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu từ 16 quốc gia khác nhau bởi vì bởi vì 16 quốc gia này thì nó rất là quan trọng đối với chúng tôi và đó là 10 số 16 quốc gia đại diện cho các đại đại được khác nhau ví dụ như là bốn nước từ Nam Phi, bốn nước từ từ Châu Mỹ và từ châu Âu rồi là từ châu Á. Và đối với chúng tôi thì nó rất là quan trọng bởi vì chúng tôi muốn mời cái cái những người từ bên thị trường những cái người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến mỗi một lục địa là bốn quốc gia và mỗi một cầu thủ bóng đá thì họ sẽ mời họ được mời tới thị trường của chúng ta ở trong khu vực của chúng ta có thể là họ là những viên kim cương trẻ có thể vẫn chưa nhưng mà cái đấy còn tùy vào những cái người này nó còn tùy vào những người huấn luyện vào vào học viện nữa rất là nhiều những cái yếu tố và nhiều điều khác nhau mà nó sẽ xảy ra để để hết để trở thành các cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng. Và đấy là lý do vì sao thì đó là một cái hệ 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 sinh thái và cái hệ sinh thái nó cho cho hệ sinh thái này nó cho chúng ta à, cái cơ hội nếu mà chúng ta mời hơn 10.000 10 hay là à, 10.000 các cầu thủ bóng đá vào trong những cái nền tảng này và cho họ cái cơ hội ví dụ như là đầu tư từ mọi người khác nhau và giúp đỡ cho họ phát triển và những cái học viện bóng đá nếu mà chúng ta kết nối với họ cái cái khu vực trong thời gian thực tế và có thể cho thấy thực tế trên máy tính ấy, là đây là cái người ta đây là cái hình thức người ta đang phát triển như thế nào và nếu mà người ta thấy rằng là mọi nhà đầu tư và mọi người mà người ta tới nền tảng của chúng ta mà người ta có thể nhìn thấy trong thời gian thực tế là bây giờ người ta đã được huấn luyện như thế nào các cầu thủ bóng đá ấy. rồi là cái chiến lược nào của cái cầu thủ bóng đá đó và chúng ta kết nối tất cả mọi thứ vào với nhau và chúng ta kết nối tất cả thông tin nào À, tất cả thông tin này vào cái thông tin của cái cầu thủ bóng đá và bán có thể một phần của các cầu thủ bóng đá này 20% cho cộng đồng của chúng ta. À, các cộng đồng cũng có thể vào cái nền tảng của chúng ta và có thể mua ví dụ như là các cái cổ phiếu là 100 cầu thủ bóng đá chẳng hạn, không chỉ một cầu thủ ạ mà là 100. Và họ có cơ hội, họ có sự lựa chọn để có một cái viên kim cương thực sự. Bởi vì lựa chọn các cầu thủ bóng đá này thì rất là khó ạ, bởi vì chúng ta có rất nhiều các cái chương trình và vấn đề khắp nơi trên thế giới ạ, mà chúng tôi đã bắt đầu ở pricing rồi, mà được gọi là mọi thứ, những cái thứ liên quan tới bóng đá và hàng ngày chúng tôi kiểm tra hơn một nghìn cầu thủ bóng đá, hàng ngày, và chỉ có một người từ một nghìn đó thì người ta vào được chương trình của chúng tôi mà thôi ạ, chỉ có một người từ một nghìn thôi ạ, và chúng tôi phát triển cái đó theo cái kiểu hệ thống, hệ sinh thái do thám như này, và chúng tôi nghĩ là cái nền tảng này nó có thể làm thay đổi bóng đá bởi vì chúng tôi tạo ra cái nền tảng toàn cầu và nó được mở công khai cho mọi người mà người ta tới cái nền tảng này bởi vì các bạn thấy là ở trên thế giới thực tế mọi câu lạc bộ bóng đá nó kín, nó đóng mặt kín mọi thứ, người ta không có thể hiện cái gì cả, người ta không cho thấy về con số thống kê hay là chương trình huấn luyện hay là họ cũng không có thể hiện về kết quả của họ và và chúng ta sẽ thay đổi cái đó chúng ta muốn làm cởi mở tất cả mọi thứ mở hết tất cả mọi thứ ra và tôi nghĩ anh Jeremy ạ và và chỉ có một trong số 16 cái dự án mà chúng ta đang tạo ra đây chỉ là một trong 16 dự án ấy ạ nó mới chỉ là sự khởi đầu thôi đấy ạ và tôi nghĩ là thực sự nó có thể làm thay thay đổi thế giới bóng đá ạ. vâng hoàn toàn đúng ạ đi mà cái lý lịch của anh và lịch sử của anh và tất cả mọi thứ anh tập hợp lại thì nó rất là lớn và những gì mà Dima mà đã nói với chúng ta về cái đó thì đấy mới chỉ là một cái đầu tiên trong một cái hai trong số sáu mục khác nhau mà từ đó là đối với thị trường NFT và cái 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 nền tảng do thám á và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có nói một cái chi tiết về về những cái học viện rồi về các câu lạc bộ ở trong phạm vi của cái uh, nền tảng của blockchain uh, sports thì nó có cái lộ trình để mở rộng sang mọi lục địa khác nhau um, rất là nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có nói về về cái công nghệ về sức khỏe mà 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 được sử dụng với lại cái dữ liệu về sức khỏe và dữ liệu của cầu thủ mà nó sẽ sẵn có ở trên blockchain mà cái đấy thực sự nó nó làm thay đổi ạ và tôi biết rất là nhiều các cái cầu thủ bóng đá mà có mặt ở tại Dubai người ta nói rằng là là đây chính là một trong những cái điều mà người ta hết sức hồi hộp và hết sức là vui về tương lai của thể thao và sức khỏe và và khoa học và công nghệ thì hết sức là sâu và ngày hôm nay chúng ta thậm chí còn chưa nói về cái thực tế ảo cái hệ thống hệ thực tế ảo mà đi mà vào độ của anh ấy mà họ đã có được và mà người ta đang thực hiện ở trong cái nền tảng cái công nghệ về AI trí tuệ nhân tạo mà đang được sử dụng và cái, 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 cái công nghệ gaming trò chơi mà mang tính tương tác mà nó sẽ được cho là một phần của cái công nghệ của blockchain thì nó hoàn toàn là một cái mục khác nữa rồi là cái thế giới giải trí ấy, mà đi mạ tôi biết rằng là anh đã có nói rất là nhiều về cái thực tế chương trình truyền hình thực tế ấy mà các cái sự kiện truyền hình trực tiếp mà nó sẽ được đăng ở khắp nơi trên thế giới, rồi cái cơ hội cho các fan hâm mộ người ta có thể thấy do là cái nền tảng mở và công khai cho các nhà phát triển cái này hết sức là mạnh mẽ các bạn ạ, mà mà những cái người ở trong cái thế giới phát triển gaming trò chơi thì người ta có thể xây dựng cái trò chơi thể thao và người ta có thể đưa những trò chơi đó vào trong các nền tảng này nữa, vậy thì rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều các cái cơ hội tuyệt vời và Dima ạ cái này là một cái khoảnh khắc rất lớn cho chúng ta ở tại Dubai khi mà anh mời Edward Ilya và tôi lên trên sân khấu nhá và và tiến sĩ Sanjay đã trình đã tặng cho chúng tôi cái chứng nhận cái giấy chứng nhận chính thức này về cái định giá và cái này là chỉ căn cứ vào 10 trong số cái cái quyền sở hữu trí tuệ công các cái phát triển về quyền sở hữu trí tuệ mà các anh đã có ở trong bàn tay của mình rồi á và hơn một tỷ đô la về phần định giá đấy ạ à. ngày hôm nay ạ à, các bạn ạ à, các bạn đã nghĩ về cái này ạ à. cái dự án thì nó thậm chí còn chưa lên trực tiếp đâu ạ à. và mà nó đã có cái phần định giá chỉ ở trên cái khía cạnh về cái quyền sở hữu trí tuệ ấy, thì nó đã là hơn một tỷ đô la vậy thì đó là một điều hết sức là một nó là khoảnh khắc rất tuyệt vời cho tất cả chúng ta khi mà khi mà chúng ta ở đó cùng với nhau tại Dubai ấy. và tôi muốn chuyển sang cho Edward Ilya bởi vì điều mà anh và tôi chúng ta đã nói qua lại với nhau nhưng mà Edward ạ, hai anh chính là những người mà đã nhìn thấy cái tầm nhìn này từ lâu trước khi mà tôi nhìn thấy ạ các anh đã nhìn thấy cái cơ hội các anh thực sự đã gọi cái tầm nhìn này cho blockchain sports nó là cái gì tôi phải mất một khoảng thời gian ấy để tôi có thể thực sự hiểu được là cái này nó sẽ hoạt động như thế nào nhưng mà Edward ạ là một doanh nhân và là một người mà đã đầu tư vào uh, vào kinh doanh ở khắp nơi trên thế giới vậy thì nó nó là cái gì ạ về cái dự án này nó là cái gì ạ về cái dự án này mà mà anh đã nhìn thấy ạ và cái đội này mà anh đã nhìn thấy mà anh nói rằng là à, cái này nó không chỉ là lớn đâu ạ mà nó là cái thứ mà chúng ta cần phải đưa vào cộng đồng của chúng ta tôi có nhớ uh, Ilya Dima và tôi chúng tôi nói chuyện với nhau và chúng tôi nói uh, về hai điều thực ra nó là một điều trong hai mục khác nhau mà chúng tôi chỉ nói về các cầu thủ bóng đá thôi ạ, nó chỉ là về việc chuyển đổi các cầu thủ bóng đá ấy. và khi mà tôi nhận ra là cái thị trường này nó lớn như thế nào và cái thị trường này nó kín và đóng như thế nào đối với mọi người ấy, mà nó giống như kiểu là nó chỉ là bên trong nhé, nội bộ ấy và cái thứ này mà chúng tôi đã làm thì nói chuyện với nhau đó là chúng tôi đã đầu tư tiền vào một số cầu thủ bóng đá trước khi chúng tôi thậm chí còn nghĩ về việc đưa ra cái kiểu như này chúng tôi chỉ nhìn vào cái đấy giống như kiểu là làm làm bên lề thôi ạ. Vậy thì chúng tôi đã làm cái đó rồi ạ và chúng tôi đã đầu tư và chúng tôi đã thấy được là là các cái tài năng này khi mà người ta uh, khi có sự chuyển giao thì bao nhiêu tiền được kiếm được kiếm uh, trong lĩnh vực này và khi mà đi mà nói về việc là chúng ta có thể làm cái này cho cộng đồng Vậy thì đấy là khi mọi thứ nó bắt đầu mở ra chúng tôi sau đó chúng tôi nói với nhau về 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 cái cơ sở hạ tầng ấy mà người ta sẽ xây dựng Vậy thì nó thực sự đó chính là cái tầm nhìn rất lớn và đây chỉ là một và sau đó đi mà nói về việc là à, có có rất là nhiều à, các cái thứ khác nhau với rất nhiều cổ phiếu các thứ nhau và khi mà chúng tôi nói à, thấy được cái một cái dự án phát triển ở phía bên trong của cái thứ này ấy, thì nó ngày càng nhiều như hơn nữa nhiều hơn nữa và nó tất cả đều vào blockchain và và với lại cái điều này mới lần nó mới chỉ là vài dự án thôi và có nhiều dự án hơn nữa mà đi thậm chí ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện với nhau và anh nói rằng là tôi có thêm một cái thứ này nữa và nó là cái gì tôi sẽ muốn chia, sẻ chia, chia với em nữa và anh khi mà anh cho chúng tôi xem và tôi thấy hết sức kinh ngạc vậy thì cái này rất lớn ạ chúng tôi chúng ta gọi là giống như kiểu là cái việc chia sẻ có bom nguyên tử ấy. chia sẻ có bom nguyên tử <laughs> Jeremy bởi vì tôi thu thập độ của tôi ấy, uh một phòng tôi không biết rằng đó là gọi là à, phòng phát triển mà đó là những cái người trẻ khắp nơi trên thế giới ạ và họ làm việc chỉ về việc tạo ra các ý tưởng mà thôi ạ chỉ chuyên làm về tạo ra ý tưởng đây là 10 người trong cái phòng này và họ hết sức liên tiên rồi ạ và họ không phải giống như kiểu không phải nhiều người bình thường đâu ạ họ không phải người bình thường đâu ạ họ nghĩ họ nghĩ theo kiểu khác ạ và, và họ có những tầm nhìn khác và hàng ngày thì họ sẽ tạo ra một cái gì đó mới mà người ta tìm cách là kết nối vào blockchain vào trong cái hệ thống đấy và tôi muốn tôi muốn hoàn thiện cái bài phát bài chia sẻ của tôi và nói một điều cho cộng đồng ạ ngày hôm nay mọi nhà sáng lập mọi người sử dụng mà có cái gói nhà sáng lập ý ạ thì các bạn có cái cái nốt ạ và cái này nó tạo ra đồng xu ý ạ coin bởi vì rất là nhiều người người ta hỏi rồi bây giờ tôi mua cái gói nhà sáng lập vậy thì nó cho tôi cái gì tôi được cái gì làm thế nào mà tôi có thể có được lợi nhuận hay là một số cơ hội và tôi muốn nói là vâng không chỉ là tạo ra đồng xu coin đâu ạ cái đồng xu này coin này thì nó sẽ là một phần nó sẽ bắt đầu vào tháng 9 và cái blockchain của chúng tôi và mà Andrew đã giải thích sẽ giải thích trong 10 phút tiếp theo thì nó sẽ được phát triển rất là nhanh tại sao bởi vì đó là phần của tôi bởi vì chúng ta thu rất là nhiều công nghệ khác nhau ở rất là nhiều địa điểm khác nhau nó không chỉ kiểu địa điểm mà chúng ta kết nối về công nghệ trong ai ai thì nó là cái cộng đồng riêng và chúng ta là cộng đồng đó và nó không chỉ là một cộng đồng ví dụ là gaming chơi trò chơi, chơi thì nó là thêm một cộng đồng khác nữa hay là bóng đá cũng là thêm một cộng đồng khác nữa và về tổng thể thì đó là hàng tỷ người nó là hàng tỷ người bởi vì là chúng ta lấy rất là nhiều các nhà đại sứ bóng đá và các cái đối tác bóng đá rồi là các huyền thoại bóng đá mà người ta có cộng đồng riêng của họ nữa mà chúng ta chỉ kiểm tra cái 50 cầu thủ bóng đá ạ mà người ta đã ở trong cái dự án của chúng tôi thì các bạn thấy rằng là người ta có bao nhiêu người theo người theo họ 750 triệu người theo và chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi ạ mới chỉ bắt đầu thôi ạ bởi vì là chúng ta có một nửa năm chúng ta có một nửa năm để chuẩn bị những điều này để phát triển vào trong cái gia đình là các cầu thủ bóng đá của chúng ta. Tôi muốn có vào tháng 9 hơn hơn tôi không biết ạ, hơn 100 huyền thoại bóng đá mà người ta muốn làm việc cùng với chúng ta, mà người ta làm việc thường xuyên với chúng ta và người ta đã ký hợp đồng và bây giờ thì chỉ chỉ các huyền thoại nếu mà tất cả các cầu thủ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới mà người ta bắt đầu nói về blockchain hệ blockchain nói về hệ sinh thái blockchain sports thì các bạn thấy rằng có bao nhiêu người đi theo mà người ta sẽ nghĩ về cái đó mà người ta sẽ nói về cái đó có bao nhiêu người sẽ tới cái nền tảng của chúng ta và và cái giá trị của chúng ta nó sẽ tăng lên như thế nào và và mọi 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 nhà sáng lập mà người ta mua bây giờ các nhà sáng lập mà mua cái gói nhà sáng lập ạ thì họ đến với chúng ta sớm không phải là bán trước ạ mà là mà nó là còn sớm hơn cả bán trước bởi vì là cái vòng đầu tiên mà các bạn thấy ấy, thì nó không phải giống như kiểu chúng ta mời từ các nhà đầu tư mà là những cái người mà người ta có hàng triệu mất là tiền của chúng ta các bạn ạ nó là tiền của chúng ta và không cộng đồng đó là các nhà đầu tư đầu tiên mà người ta tới chúng tới chúng tới tới cho chúng ta và họ trước hết họ là những người mà người ta bắt đầu cảm thấy vào ngày 1 tháng 9 mà người ta đã có một số phần nào đó của cái đồng xu này rồi. Hay coin này rồi ấy. Và khi mà nó bắt đầu cái việc quảng cáo và khuyến mại thì trong mọi cái mét vuông thì chúng ta đều có kế hoạch ở trong đấy. Bởi vì ví dụ như là chương trình truyền hình thực tế chẳng hạn, chúng ta có những cái bộ phim chẳng hạn, rồi là rất là nhiều cái việc marketing ở trên mạng xã hội, rồi là tất cả các cầu thủ bóng đá, rất là nhiều nhà đại sứ mà người ta bắt đầu hấp thụ cái công nghệ của chúng ta và nó nó xảy ra vào một lúc với tất cả mọi thứ và có thể là vào tháng 9 nhưng mà chúng ta sẽ thấy nhưng mà có thể trong vòng một tuần hay hay là hai tuần nhé trước khi mà chúng ta bắt đầu đưa ra chính thức ý, có mà chúng ta sẽ đưa ra cái dự án của chúng ta vào ngày mùng tháng 9 thì hàng tỷ người người ta sẽ biết về về cái việc bắt đầu cái hệ sinh thái blockchain sports tôi không thể tôi không thể hiểu được ạ là cái giá trị nào mà chúng ta có thể mời vào cái của chúng ta tôi không thể hiểu được anh Jeremy ạ và không thể tưởng tượng được ạ đây chính là cái câu trả lời vì sao rất là nhiều cái công nghệ xung quanh cái hệ sinh thái blockchain này ạ đây là cái câu trả lời về việc tại sao cái cảm xúc là rất quan trọng đối với chúng ta bởi vì rất là nhiều người người ta thích cảm xúc người ta muốn thấy được chuyện gì đang xảy ra người ta muốn thấy được là lỗ và thành công với tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ cho mọi người thấy mọi thứ ở mức độ toàn cầu trên trong cái việc marketing toàn cầu ạ và nó giúp cho chúng ta phát triển nó. Vâng ạ. Vâng. Ạ. Dân nhanh ạ, bởi vì là chúng ta đang nói về các cầu thủ bóng đá. Anh có thể đề cập một chút được không ạ? À? Về việc là cái cụ thể của các quyền tại bóng đá hiện người ta đang làm gì với blockchain ạ? Tại sao các quyền tập bóng đá lại tham gia vào cái dự án của chúng ta? Ví dụ Instagram ngoại bởi vì chúng ta biết rằng có một số họ họ có cộng tác. Có thể là anh có thể nói rõ hơn đúng không ạ? À? tôi cũng nghe cái câu hỏi này rất là nhiều người từ rất nhiều người bạn tôi sẽ trả lời trước hết ạ là mọi cầu thủ bóng đá mà được mời vào trong dự án của chúng ta hay là người ta tự đến chỗ chúng tôi thì trước đây trước đây cách đây 10 năm hay cách đây 20 năm ạ khi họ vẫn là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ấy, thì họ rất lớn họ có danh tiếng rất nổi tiếng rất là nhiều người theo họ rồi là rất là nhiều tiền mọi thứ và khi người ta xong cái sự nghiệp của họ rồi thì cuộc đời của họ bắt đầu đi xuống và người ta tiêu tiền của họ người ta bắt đầu người ta bắt đầu đầu tư vào những thứ không được tốt lắm và danh danh tiếng của họ bắt đầu đi xuống và họ bắt đầu lỗ mất họ bắt đầu mất cái sự kết nối với lại các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vâng ạ thì người ta có Ờ, trong một số trường hợp người ta tới một số trò chơi với là các quyền tại bóng đá nhưng mà nó không có đủ độ cho họ người ta muốn nhiều hơn nữa và cái mục tiêu chính ấy, đối với tất cả các cầu thủ bóng đá này đó là mà đó là chúng ta tạo ra cái cái cách rất là, làn sóng rất là lớn vào năm 2024 và năm 2024 ở Ả à Rập Xê Út thì chúng tôi sẽ có nhà vô địch bóng đá và tại sao mà tôi đến đây tới trung đông ấy, với lại Kevin với lại Costen và với lại các cầu thủ bóng đá địa phương ở đấy ấy, bởi vì là chúng tôi đang chuẩn bị để có thể làm một cái uh, những cái thỏa thuận rất là lớn với lại các với lại quốc gia ở trung đông chúng tôi muốn giúp họ chuẩn bị vào cái giải thưởng vô địch về bóng đá này bởi vì cái này xảy ra sau 10 năm và tất cả các cầu thủ bóng đá mà hiện tại bây giờ người ta có kết nối với lại dự án của chúng ta ạ thì họ có cái cơ hội để ở trong cái dự án của chúng tôi ấy, Vậy chúng tôi muốn làm gì ạ? Đó là chúng tôi muốn tạo ra hơn 1.600 ở khắp nơi trên thế giới là các học viện bóng đá mà bắt đầu mời các, các cầu thủ bóng đá trẻ từ uh, 10 đến 17 tuổi từ tất cả các quốc gia khác nhau tới các học viện này mà uh, giỏi nhất của tất cả, giỏi nhất uh, trong tất cả các quốc gia và tất cả học viện này sẽ kết nối vào các vào cái nền tảng toàn cầu của chúng ta với tất cả những con số thống kê trong khu vực rồi với lại với lại các cái ý tưởng ID kỹ thuật số và mọi thứ và tất cả con số thống kê này ấy, nó sẽ được kết nối vào cái học viện chính mà chúng tôi muốn tạo ra ở một trong các cái quốc gia ở Trung Đông ấy. Tôi không muốn nói về về cái quốc gia này, chưa nói muốn nói về cái tên của quốc gia này. Có thể là trong 3 đến 4 tháng nữa thì chúng tôi sẽ nói nhiều hơn nữa về việc gì sẽ về việc gì xảy ra đó bây giờ bởi, bởi, vì bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị nhưng mà đối với là các cầu thủ bóng đá thì đấy là một cái lựa chọn để họ có thể làm hợp đồng với lại cái các quốc gia Trung Đông này để có thể quảng cáo và giúp đỡ chuẩn bị cho cái giải thưởng vô địch này và mà chỉ có một cái hợp đồng lớn mà nó có lợi nhuận lớn và có cô và các cơ hội lớn để có thể ở trong cái thế giới bóng đá này và và đó là một cái lựa chọn để có tất cả những cái việc mà marketing tốt cho họ và đó là một cái lựa chọn để có thể quay trở lại thế giới bóng đá và họ tất cả họ đều biết về cái đó và họ đều hiểu về cái đó và đấy là lý do vì sao mà hàng ngày thì uh, các cái cầu thủ bóng đá trên thế giới tới Kevin và nói với Kevin là anh Kevin hãy kết nối với chúng tôi với cái dự án này và đấy là lý do vì sao mà tất cả cầu thủ bóng đá người ta uh, cho chúng tôi cái cơ hội để sử dụng cái Instagram của họ và nó không phải giống như kiểu là sử dụng cái Instagram của họ Mà họ muốn thể hiện từ tâm của họ Cái block, cái hệ thống blockchain sport này hết sức là tuyệt vời Người ta đã bắt đầu làm thay đổi trong thế giới bóng đá Không chỉ ở một khía cạnh Mà trong mọi khía cạnh Mà người ta muốn làm thay đổi tất cả mọi thứ vào một thời điểm Và cùng một lúc Nếu ví dụ nếu một cách đây một năm Thì người ta nói với tôi rằng là gì mà anh không thể làm được cái này theo một cái khu vực lớn như vậy. Nhưng ngày hôm nay khi mà người ta thấy là chúng tôi đã bắt đầu làm như thế nào và khi mà người ta thấy được là là chúng tôi chuẩn bị như thế nào đối với các sự kiện lớn như này vào ngày tham vào tháng 2 năm 2024 thì người ta bắt đầu tin vào tưởng vào chúng tôi ạ. Và họ bắt đầu cảm thấy rằng là cái đó là đến từ tâm và người ta nói rằng được rồi, bây giờ anh biết là Maria đã nói gì với tôi không ạ? Maria nói là nói với tôi là Uh, cái thế trường Coca Cola khi mà chúng tôi ngồi với nhau ấy, Jeremy khi mà anh nói xong cái bài phát biểu của anh ấy, cái bài cuối cùng của anh ấy, mà Mario ngồi bên cạnh tôi ấy, và anh ấy và anh ấy anh ấy biết tiếng bồ đào nha và anh nói, nói, nói chuyện với Kevin và Kevin dịch cho tôi và anh ấy nói là đi mà tôi đến đây không phải bởi vì tôi thấy rất là nhiều tiền hay là tôi thấy rất là nhiều 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 danh tiếng không 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 phải vậy mà tôi cảm thấy tâm của anh tôi cảm thấy tim của anh mà uh, tôi là người từ vui, 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 vui là và Mario nói như vậy và tôi thấy những gì mà anh làm với những người này là cái gì và bây giờ thì tôi thấy rằng là anh muốn làm cái đó không chỉ bởi vì đó là brave brazil mà anh muốn làm ở khắp nơi trên thế giới nữa có hai người mà đi cùng với anh mario á hai người này là đến từ hyper world và họ hiểu về công nghệ và người ta hiểu về rất là nhiều thứ và và người ta nói với mario là anh biết không ạ anh mario uh, người ta chỉ muốn làm cái này và chúng và người ta hiểu và chúng tôi thấy là nếu mà họ họ tích hợp cái đó vào vào thế giới thế giới thể thao thì họ sẽ họ sẽ là cái cái tâm của bóng đá và nó không phải giống như kiểu Adazo có thể là nó là cái này hay cái kia nhưng mà nó rất là quan trọng ạ. Mario đối với tất cả cầu thủ bóng đá mà tới cái sự kiện ở Dubai thì Mario là người xa nhất giống như kiểu người cha của tất cả bóng đá bởi Mario Iria và và một cầu thủ bóng đá nữa ạ. Họ là huyền thoại bóng đá lớn nhất tại Paris ạ và Ramio Mario là cái người mà là cầu thủ bóng đá ấy. và Ramio ngày nay ấy chính là huyền thoại chính là cái biểu tượng của bóng đá không chỉ biểu tượng của bóng đá ở Brazil mà của thế giới á và nếu mà Mario nói là tâm của anh ấy không phải là cái Instagram của anh ấy mà nói là tâm của anh ấy là ở trong cái blockchain sports <laughs> và anh ấy mời tôi tới và tuần sau tôi sẽ anh tôi sẽ tới Rio anh em mời tôi tới nhà của anh ấy uh, uh, Rio anh em mời tôi tới và là anh em muốn cho tôi thấy tất cả mọi thứ và chúng ta nên bắt đầu ở đâu và anh nói là đi mà ngay bây giờ tâm của tôi là đi cùng với anh trái tim của tôi cùng với anh các anh ạ à, từ Mario đồng ý thỏa ủng hộ cho blockchain sports nó không nó tôi thế rất được tuyệt vời ạ. Vâng ạ, hết sức tuyệt vời Dima anh ạ, chúng tôi rất là trân trọng anh, rất là yêu quý anh Và rất tin tưởng của anh và chúng tôi hết sức là vinh dự Được là một phần của dự án này cùng với anh ạ Và tôi biết rằng là anh đã um, Cho tất cả năng lượng của anh vào cuộc gọi này Và chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều Và và, tất, và chắc chắn là chúng ta cần phải để cho anh nghỉ Và tôi nghĩ rằng đối với lại 10 phút còn lại của cuộc gọi này Thì tôi rất thích những gì mà anh nói ạ Và một chút, cách này một chút ạ Anh nói về cái sức mạnh của cái đồng đồng xu Cái coin Và khi đồng xu này nó lên trực tiếp vào tháng 9 ạ với lại tất cả những cái sự ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới với tất cả những cái những cái như thế này ấy, mà nó xảy ra trên blockchain ở phía bên trong của cái mô hình này ấy, thì nó sẽ tôi có một số các cái nhà lãnh đạo hàng đầu ở trong nhóm của tôi ấy, và Edward Ilia tôi biết rằng anh có những người đến chỗ anh và Ilia anh có à, các chuyên gia blockchain đến chỗ anh và nói rằng là à, họ nói là chúng tôi tin vào cái blockchain này mà nó có cái tiềm năng là cái m là cái cái lớp số 1 cái cái đồng xu về blockchain 10 uh, cái hàng đầu ấy bởi vì là đối với tất cả mọi người mà trong thế giới blockchain mà người ta rất mong đợi cái này mà nó là nó cho kết hợp cái thế giới thực tế và thế giới cái thuật số kết hợp vào cùng với nhau và thực sự đó là một điều hết sức là tuyệt vời về những gì đang xảy ra và ý tôi nghĩ rằng là đây sẽ tôi nghĩ tôi nghĩ rằng là anh có thể tham gia và anh nói với lại andre về tại sao là ai đó nên sở hữu cái nốt này ạ? À? tại sao cái nốt những cái nốt như thế này hay những cái nút như này mà trên đời tới người ta có thể kiếm được đồng dùng xu hàng ngày cái lợi ích cơ bản là cái gì và một số chi tiết ạ Ilya, ạ tôi sẽ chuyển sang cho anh ạ để anh và Andre nói về về những cái nốt trong vòng 10 phút cuối cùng của cuộc gọi ạ thực ra trước khi mà chúng ta mời Andre vào và tôi có muốn nói lời cảm ơn bởi vì là tôi có thể cảm thấy là anh vẽ dồn hết rất nhiều năng lượng của anh vào đấy và vì anh hơi bị ốm ạ anh 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 đấm mi ạ và nhưng mà tôi nghĩ rất là quan trọng là chúng ta được nghe tầm nhìn của anh ấy trực tiếp từ anh ạ để cho thấy rằng là anh đã làm gì hàng ngày ạ bởi vì là mọi người người ta người ta vẫn chưa hiểu được hết rất nhiều người ở trong cuộc gọi này người ta mới chỉ gặp anh lần đầu tiên đi, đi mà cho nên là thấy rất là tuyệt vời tôi rất tuyệt vời khi được nghe anh chia sẻ và các bạn ạ những gì mà chúng ta muốn làm uh, và chúng ta có tất cả các cái sản phẩm mà anh đưa vào và đây chính là cái nhận xét nhận xét thứ hai của tôi anh Jeremy ạ. trước hết là chúng ta có rất là nhiều các mục khác nhau trong sản phẩm này ở trong toàn bộ cái hệ sinh thái này và rõ ràng là rất là khó để chúng ta có thể định rõ được là có bao nhiêu người mà người ta sẽ có thể kiếm được từ một cái mục nhất định ví dụ như là từ uh, chương trình truyền hình trực tiếp chẳng hạn hoặc là từ một cái mục khác chẳng hạn và nó không phải là kiểu là cụ con số cụ thể bởi vì đó là cái mục khác nhau nó giống như kiểu là câu chuyện phiêu lưu ấy nhưng mà chúng ta có một thành phần của toàn bộ cái hệ sinh thái này đó chính có khả năng đó chính là cái điều quan trọng nhất cho mọi người hiểu. Đây rồi vì sao mà chúng tôi đã mời Andrew và và sự thân đồng của anh ấy vào đây bởi vì đó là một cái điều mà nó sẽ giúp cho mọi người có thể kiếm tiền từ ngày đầu tiên sau toàn bộ cái dự án này nó bắt đầu lên công khai và cái này rất quan trọng đúng không? Đó là chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa về những cuộc gọi như thế này đúng không anh đi mà. Và đó là chúng ta sẽ có một có hình chiếu PowerPoint và chúng ta sẽ giải thích nhiều hơn nữa là người ta có thể kỳ vọng cái gì à, từ từ bên AI. Từ cái công nghệ AI làm thế nào mà chúng ta có thể tích hợp tất cả công nghệ vào với nhau nhưng mà từ giờ nhưng mà ngày hôm nay trong cuộc gọi ngày hôm nay và tôi biết bây giờ là chúng ta hơi bị thiếu thời gian một chút nhưng mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng là chúng ta nên mời Andrew anh Andrew tôi không thấy anh ạ à? anh đang đâu rồi bởi vì có rất nhiều người à, tôi nhìn thấy anh rồi tôi nhìn thấy anh rồi cảm ơn anh vì đã tham dự với chúng tôi và tham gia từ New York và về Andrew chính là con chính là người đã tập hợp cái công nghệ này vào cùng với nhau và anh ấy giống như kiểu là <laughs> cha dưỡng nhá <laughs> bố già anh là bao giờ bố già của blockchain Atlanta anh chính là người cùng với đội của anh đã tập hợp lại white paper giấy trắng và rất là nhiều người đọc cái white paper của anh ạ Và có cái phản hồi rất tích cực về cái đó Vậy thì rất là dễ để có thể đọc Rất, rất là dễ hiểu ạ Và và một số người người ta so sánh anh với lại với lại bố già của ý ấy. khi người ta nhìn thấy anh lên khi mà anh khi mà người ta nhìn thấy anh trên sân khấu khi mà người ta người ta cảm nhận cái năng lượng của anh và anh cảm thấy được cái năng lượng rất là tích cực của anh ạ và thế đây là một điều rất là mạnh mẽ nhưng mà chúng ta hãy quay trở lại cái phần hết sức hết sức cơ bản của phần cơ bản ạ của toàn bộ cái blockchain này bởi vì là chúng ta không phải là cộng đồng của các nốt ạ chúng ta không phải cộng đồng của những người về kỹ thuật ạ cho nên chúng ta chỉ là những bên chúng ta là từ bên cộng đồng là các nhà đầu tư và bên marketing vậy thì chúng ta chỉ biết những điều cơ bản thôi đúng không vậy thì chúng ta có một danh sách các câu hỏi anh rửa và anh biết cái này rồi đúng không và anh đã chuẩn bị rồi và chúng ta không có nhiều thời gian để, để, để đặt tất cả các câu hỏi nhưng mà có khả năng anh chính anh có thể hãy chọn cái câu hỏi mà quan trọng nhất mà anh cảm thấy quan trọng nhất và anh hãy bắt đầu với cái đó đúng không và tôi biết rằng anh cũng đã chuẩn bị một số các cái phần hình ảnh đúng không vậy thì trước hết là mọi người rất là nghi ngờ người ta không thể tin được người ta không người ta không thực sự người ta nói là nó không là điều có thể xảy ra được và với lại là là là, là đứng hàng đầu số 10 của cái blockchain vậy thì anh có thể giải thích không ạ theo cách rất là đơn giản tại sao cái blockchain này nó là cấp số 1 và đã được và cả đã có một số giải thích có cái có cả lớp không nữa vậy cái lớp số 0 thì cái đấy là như thế nào và tại sao chúng ta không phải lớp 2 hay là lớp 3 về blockchain ạ vậy thì cái gì vậy thì cái blockchain này cụ thể nó là cái gì mà nó có khác biệt so với các blockchain khác ạ và trước hết thì tôi thấy rất là vinh dự được ở đây cùng với tất cả các bạn ở đây một lần nữa và có cơ hội được nói với các bạn về công nghệ nhưng mà vâng ạ và một cách cơ bản, Atlanta thì đó là blockchain lớp 1. vậy thì nó làm cho nó lớp 1 bởi vì là chúng ta chỉ có một cái bộ về xác minh ấy. về về cơ bản có nghĩa rằng là làm cho cái blockchain có giá trị, thì đó chính là cái bộ xác minh và các cái yếu tố xác minh thì đó là mạng lưới mà nó có khả năng mà hết sức là bền bỉ đối với trường hợp mà bị đóng của chính phủ hay bất kỳ một cái vấn đề gì về chính chế, về chính trị hay là về vấn đề về à, thảm họa thiên, thiên nhiên. Ấy. vậy thì cái của chúng ta nó sẽ được phân phối ở khắp, khắp nơi trên thế giới và nó có khả năng xử lý bất kỳ một cái kiểu mà à, mà sự thụt lùi ấy. và nó hoạt động 24 trên 7 và 365 lý do vì sao mà chúng ta là cái blockchain lớp 1 là một cái kiểu kế trúc mà chúng ta muốn chạy ấy. bởi vì là nếu mà chúng ta mà có triển khai là cái lớp 2 thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào các cái mạng lưới khác ấy. và là cái lớp 1 thì chúng ta hoàn toàn độc lập khỏi bất kỳ cái gì khác ấy. và chúng ta có khả năng tự đứng độc lập bằng hai chân của mình ấy. và có những thành phần về cái lớp khối số không thì về cơ bản thì đó là xCM và cái đó là nói về cái khả năng của nó mà cho các blockchain khác nó có thể kết nối với Atlanta và có khả năng gửi các cái thông điệp và giống như kiểu gửi tin nhắn ấy, hay là token ấy, giữa cái này và cái kia ạ cái này hết sức là mạnh mẽ và ngoài ra là độc lập có nghĩa rằng là cái blockchain nó hoàn toàn mang tính độc lập và đồng thời nó hoàn toàn rất là tương thích với lại với lại Ethereum đúng không ạ? Vậy thì đây là điều rất quan trọng ạ. Và cái này có nghĩa rằng Andre có phải cái này có nghĩa rằng những người đó mà người là mà người ta sẽ mà người ta hoạt động trong blockchain thì người ta có khả năng viết Ethereum kiểu hợp đồng thông minh Ethereum đúng không ạ? Đúng rồi. Bằng cách là lựa chọn EVM hay là cái máy ảo uh, Ethereum là một cái lớp khác nữa về hành động ấy, thì chúng ta có khả năng đổ tất cả những cái ứng dụng, cái cơ sở hạ và ứng dụng từ cái Ethereum hay Avalanche tất cả những cái EVM khác ấy, thì chúng ta có thể đưa tất cả những thứ đó vào thẳng vào cái, cái blockchain của chúng ta mà không có vấn đề gì cả. Vâng ạ? Tuyệt vời, rất mạnh mẽ và một câu hỏi nữa mà chúng ta là một cộng đồng trong vòng 3 năm vừa qua thì chúng ta đã chúng ta đã làm hoạt động kinh doanh ở trên blockchain như là anh biết. Vậy thì mọi người nhầm lẫn với lại Throning Mà đó là cái số 1 mà cái ứng dụng rất là nổi tiếng cho Thron Nhưng mà còn khi người ta bắt đầu sử dụng cái đồng chu Atlanta Thì vậy thì cái ứng dụng nào mà người ta có khả năng sử dụng á à? Và tôi sẽ ở trên Matamask chẳng hạn nha Và rất nhiều người hỏi cái câu hỏi nè Vâng ạ cái, cái chuỗi mà chúng ta có khả năng đổ vào bất kỳ một cái ví tiền phổ biến Với Rainbow Rabbit hay là Metamask Vậy thì về cơ bản mọi cái ví tiền ở trên thị trường Thì nó có khả năng hỗ trợ cho Atlanta Tuyệt vời rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ không chỉ là cho một cái ứng một, một cái một cái ứng dụng mà đồng thời là cho những cái ứng dụng khác nữa mà mọi người đang sử dụng vậy thì người ta không cần phải đổi cái thói quen của họ đúng không ạ đúng rồi vậy thì người ta có thể giữ cái thói quen của họ và người ta vẫn có thể sử dụng Atleta cái blockchain Atleta và đồng dụng Atleta đúng không ạ cái này rất là mạnh mẽ vậy rồi vậy thì một câu hỏi khác nữa cũng một câu hỏi rất phổ biến ạ mọi người hỏi là tại sao thậm chí là chúng ta cần phải tạo ra cái blockchain của chúng ta lý do vì sao mà chúng ta tạo ra cái blockchain này ạ tại sao chúng ta phát triển blockchain này ạ à? cái này nó quay trở lại cái điều mạnh mẽ nhất cái điểm mạnh mẽ nhất đây đó chính là sự độc lập ạ chúng ta không muốn bị phụ thuộc vào bất kỳ mạng lưới nào khác và theo quy định của họ và cũng giống như một số người có thể biết ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng Tron ấy thì chúng ta cần phải trả cho cái hoạt động của mạng lưới sử dụng Ethereum coin và khi mà chúng ta sử dụng Ethereum thì chúng ta phải trả cho tất cả mọi thứ bằng ETH nhưng mà bằng cách lựa chọn cho cái lớp 1 ấy thì chúng ta có khả năng đưa vào Atlanta là cái lớp là cái lớp tiền cơ bản cái này rất quan trọng bởi vì là những gì Atlanta làm cái token những gì mà nó làm đó là không phải cố gắng làm mà trên thực tế nó đang làm được đó là nó ghi lại được những cái hệ những cái phần phần như thế này cho thể thao và cho cái hiệu suất và sự hiệu quả của vận động viên là cho cái điều cho cái hệ sinh thái của chúng ta vâng vậy vậy thì, về thì cái câu hỏi tiếp theo đó là về nốt ạ về nốt thì chúng ta có các cái nốt ở trong mỗi một gói và tôi thực sự rất là thích thích cái dựa cái sản phẩm này cái mục này nó rất là sáng tạo ấy, bởi vì nó chính là cái mức độ tiếp theo là về nhiều nốt hơn và sự và mọi người có thể kiếm kiếm được nhiều tiền hơn về khía cạnh về nốt nhưng mà ngoài ra cái 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 gói cao nhất mà thì mọi người càng có thể có được nhiều hơn nữa về cái cạnh về nốt ạ. À. Vậy thì tôi thấy rằng đó là một cái điều rất mạnh mẽ và thần đồng nhưng mà chúng ta hãy tập trung vào đây bởi vì chúng ta có anh ạ. À. Vậy thì chúng ta hãy tập trung vào các cái nốt và giải thích nhiều hơn ạ. À. Mọi người hỏi câu hỏi này ạ. À. Vậy thì cái blockchain thì nó vẫn chưa được triển khai nhưng mà mọi người có thể thấy được các cái đồng xu hay coin này ở trong cái back office của họ ạ. À. Vậy thì các cái nốt khác thì nó uh, nó ví dụ ở trong các cái uh, trong cái phần thể chất thể chất hay là vật chất ạ à. về đồng xu ạ vậy thì trước hết đấy, chúng chúng ta sẽ triển khai các cái nốt ảo thôi ạ chỉ để đảm bảo rằng là chúng ta có thể thử nghiệm đảm bảo rằng là tất cả những phần hoạt động nó hoạt động hết sức xuân sẻ và tất cả những cái giao dịch nó sẽ không có làm can thiệp với bất kỳ một cái nào thành phần khác mà nó đang diễn ra và chắc chắn và sau đó chúng ta sẽ triển khai cái cơ sở hạ tầng vật chất để hỗ trợ cho cái đó ở, ở khắp toàn bộ các cái trung tâm dữ liệu của chúng ta và đấy là nó mang tính còn bền bền bỉ hơn nữa đối với bất kỳ một cái vấn đề về nốt nào vâng và tôi đoán rằng là chúng ta sẽ quay trở lại cái, cái số 1, câu hỏi số 1 Mà cộng đồng của chúng ta có Vậy thì người ta muốn thấy được tiền đúng không ạ Bởi vì là người ta mua những cái gói về nhà sáng lập ấy. Vậy thì người ta uh, Chúng ta đã có ở trong cái hệ sinh thái Người ta thấy cái này, người ta đã xem video Và người ta thấy được rằng là chúng ta được hỗ trợ Bởi tất cả các cái huyền thoại bóng đá đúng không ạ Và mà, mà ví dụ chúng ta có ví dụ Về các huyền thoại bóng đá ấy. vậy chúng ta có Uh, mức độ ủng hộ rất lớn từ ở uh, mức độ chính phủ uh, ủng hộ rất lớn của mức độ chính phủ vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có cả uh, phần trên chuỗi và dưới chuỗi về các phần dự án ở trong hệ sinh thái vậy thì đây là điều rất là dễ hiểu đúng không vậy thì về góc nhìn của công nghệ thì chúng ta có cái blockchain lớp 1 thì đây cũng là một điều chúng ta hiểu rồi nhưng mà tôi đoán rằng tôi đoán rằng cái câu hỏi số 1 ấy đó là đó là cái mọi người được cái gì ạ làm thế nào mà người ta có thể kiếm được tiền ạ từ cái này ấy. Và để cho mọi người có thể hiểu Và tôi không biết là anh có thể giải thích Hay có thể là cho hình chiếu gì đó Hay, hay như anh có một cái phần hình ảnh rất đơn giản nhé Nếu mà anh có thể có á thì nó sẽ có thể giúp cho mọi người Vậy thì chúng ta sẽ giúp mọi người hiểu Là một cách chính xác Và về chính xác là khi nào thì người ta có khả năng kiếm được tiền Từ từ các cái từ cái cạnh về đồng xu Hay coin ấy. Bởi vì một coin một coin hay một đồng xu Hay một blockchain Một khi một blockchain được triển khai Và coin nó lên công khai Thì người ta có khả năng là chúng ta có thể xác minh Chúng ta có thể có định giá Và bắt đầu kiếm tiền Nhưng mà nhưng mà cái 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 khoảng thời gian cái hạn cái mức giới hạn của nó là cái gì anh có thể cho mọi người xem được không ạ à? tôi có thể khuyên trước khi mà anh có thể cho cái phần hình ảnh lên ạ và anh hãy nói về những cái lĩnh vực khác nhau và và những cách khác nhau mà người ta có thể kiếm được đồng xu ấy ạ hay là không ấy ạ để cái phần hình ảnh ấy, bởi vì phần hình ảnh nó nói cụ thể về cái đồng xu và được in ra ấy. nhưng mà chúng ta hãy thảo luận theo cái phần hình ảnh nữa và để trả lời cái câu hỏi đầu tiên ấy, đó là À, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu rằng là người ta đánh giá và người ta định giá như thế nào ấy về bản thân cái đồng xu hay coin ấy. vậy thì có hai cái mô hình nói chung, trước hết là đó là cái hình ảnh về, về của cái cái bộ mà định giá hay là xác minh ấy. và nếu mà cái người mà được cho cái quyền để có thể kiếm và có thể giúp đỡ cho cái phần hoạt động của mạng lưới và cái thứ hai đó là người ta kiếm được và có nghĩa rằng là người ta có thể kiếm được mãi mãi đối với mỗi một cái giao dịch thì nó xảy ra ở trong mạng lưới thì càng nhiều giao dịch hơn mà người ta qua mạng lưới thì người ta càng được kiếm nhiều hơn và một cái người xác minh người ta kiếm được một mức phần trăm nhỏ của mọi cái hoạt động nhỏ mà nó xảy ra, một lần nữa là mãi mãi. Ấy. Vậy Vậy thì Andrei, cái này có nghĩa rằng là bây giờ giả sử là chúng ta triển khai blockchain vào tháng 9 đúng không ạ? Bây giờ giả sử trong vài tháng nữa, ấy, sau này ấy, thì chúng ta có thể có một số tình huống đúng không ạ? Ví dụ như một tình huống là là người ta sẽ có 10 triệu giao dịch sẽ có 10 triệu giao dịch chẳng hạn. Đây là giả giả thuyết đấy. Và một tình huống khác nữa là sẽ có khoảng là 1 tỷ giao dịch chẳng hạn. Vậy thì chuyện là hết sức là nổi tiếng chẳng hạn. Vậy thì cái giao, những cái giao dịch xảy ra trên blockchain Viga hay cái giá trị của cái đồng của, của của coin đúng không? Thì nó càng lớn đúng không? Vậy thì càng nhiều coin mà người ta sẽ có đúng không ạ? anh tôi hiểu đúng không đúng rồi đấy ạ đúng rồi đấy ạ đó chính là càng nhiều giao dịch thì có, nghĩa rằng là ngày càng nhiều có nhu cầu vào cái mạng lưới và để sử dụng mạng lưới ấy, thì có nghĩa là người ta sẽ có nhiều giao dịch hơn nữa và nó càng có giá trị cao hơn nữa của cái token và càng nhiều cái phần xác minh hơn nữa và người ta sẽ có cùng cái lựa chọn đấy ạ. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là một cái câu hỏi cơ bản đó là cái quá trình của cái đồng xu này nó là gì? Đó là chúng ta có thể nói rằng là nó sẽ là là 10 sen hay là như thế nào? và đúng không vậy thì chúng ta sẽ không được phép để chúng ta có thể sử dụng cái này đúng không nhưng mà cái ý tưởng đó là cái câu trả lời của anh rất là quan trọng đúng không bởi vì là chúng ta có blockchain để có thể ủng hộ cho cái dự án và chúng ta có thể có các cái huyền thoại và và chúng ta có thể có blockchain ở trên cái ngành công nghiệp này vậy thì chúng ta có thể cho rằng là nó sẽ hết sức là phổ biến và nó sẽ có rất là nhiều nó sẽ có rất là nhiều rất là nhiều các giao dịch xảy ra đúng không ạ vậy thì càng nhiều giao dịch nó sẽ thì nó giá trị nó sẽ càng lớn hơn nữa và chúng ta càng kiếm được nhiều nữa và ngoài ra nữa Andrew, anh đã ở trong cái không gian về tiền điện tử lâu rồi ấy. và bây giờ là từ miền tôi nghĩ rằng là uh, bây giờ là có sự chuyển đổi rất là tuyệt vời bởi vì anh đang ở trong cái lĩnh vực này đúng không ạ anh đồng ý không ạ tôi hoàn toàn đồng ý ạ. và chúng ta sẽ chúng ta sẽ có n wallet và chúng ta sẽ có à, mọi cái thị trường thì nó có bốn giai đoạn và và chỉ từ từ bên lịch sử và từ trên thực tế và chúng ta mới chỉ bắt đầu và chúng ta sẽ vào cái giai đoạn thứ hai và giá nó lên rất là nhiều và cái này nó chỉ là khởi đầu thôi ạ vậy thì hết sức mạnh mẽ vậy thì để tôi để tôi minh họa cái màn hình ạ và những gì mà tôi chuẩn bị cho các bạn thấy để để cho các bạn hiểu được là về cái mỗi một cái cho cái mỗi một nốt lại còn tùy vào việc là các bạn tham gia ở chỗ nào hay là các bạn bắt đầu là cái người xác minh về giá về cái như nào thì nó sẽ có xác minh về cho các bạn về về giá về giá và chúng ta sẽ làm tất cả những cái thông tin này tất cả những cái biểu đồ này sẵn có cho các bạn uh, để các bạn có thể xem kỹ hơn để sau này thì các bạn có thể đi kiểm tra tất cả mọi thứ ạ nhưng mà nhưng mà chúng ta hãy cho mọi người xem nhanh một chút ạ. vậy thì đây là đây là một cái yếu tố rất cơ bản đối với những người nào tham gia vào tháng 3 ở phần trên cùng và vào và và vào tháng 6 là phần dưới cùng ấy, các bạn càng tham gia sớm hơn ấy, thì các bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn các bạn càng tham gia muộn hơn thì các bạn càng bắt đầu là có được cái cái token và càng lâu hơn thì nó sẽ nó sẽ có cái khoảng thời gian về khoảng mở khóa Vậy thì tất cả các token này được kiếm bởi những cái người xác minh hay xác thực và tất cả đều sẵn có để có thể được thanh khoản. Và nếu mà các bạn muốn thì tất cả mọi thứ đều không có khỏi mở khóa được. Nhưng các bạn biết ạ, nếu mà các bạn mở khóa sớm ấy, thì nó sẽ có cái phí phạt và đấy chính là cái cái phần đánh dấu về màu da cam ấy cứ mỗi một sáu tháng ấy, thì cái khóa cái cái phí phạt thì nó sẽ bị giảm xuống vậy thì các bà càng đợi lâu hơn cho cái token thì nó thì nó sẽ càng các bạn càng có được cái nhiều vốn vậy thì đảm bảo rằng là sẽ có sẽ có một cái phần phân tích sâu hơn và tất cả những cái biểu đồ này sẵn có cho các bạn để các bạn có thể tự xem và tất cả câu hỏi của các bạn đều được trả lời và những cái phần mà các bạn có thể làm rõ được tất cả cái thông tin này nhưng mà các bạn càng tham gia sớm hơn các bạn càng bắt đầu có được các có cái token ví dụ vào tháng 3 các bạn tham gia chẳng hạn thì các bạn có được cái token vào tháng 4 nếu các bạn tham gia vào tháng 6 thì các bạn sẽ chỉ bắt đầu có được cái token vào tháng 6 vào tháng 7 có nghĩa rằng các bạn tham gia vào tháng 3 vào tháng 9 thì các bạn đã có cái 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 cái, cái 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 phần phạt cho cái phần có được cái token sớm và nó bắt đầu giảm xuống rất là nhiều. Tuy nhiên ạ, nếu mà các bạn tham gia vào tháng 6 ấy, thì các bạn sẽ chỉ có được cái phần cái phần trợ cấp thì nó sẽ giảm xuống vào tháng 2. Vậy thì về cơ bản các bạn càng tham gia sớm hơn thì càng nhanh hơn là các bạn kiếm được cái token và càng có khả năng cao hơn. Các bạn sẽ có khả năng tiếp cận các bạn có thể mang ra thị trường trước mọi người khác ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh ạ. Và tôi nghĩ rằng cái phần hình ảnh này ấy, thì nó hết sức quan trọng bởi vì bây giờ mọi người hiểu được cái giá trị của cái sản phẩm của đúng không ạ nhiều hơn nữa từ góc nhìn về tiền đúng không ạ nó là một cái công thức rất đơn giản không chỉ là người ta có thể khi người ta mua được cái gói nhà sáng lập ấy, càng nhanh hơn ấy, thì họ càng có được cái giá tốt hơn đúng không ạ bởi vì là chúng ta có 10% giảm xuống ấy, bắt đầu từ à, từ ngày 1 tháng 3 nhưng mà ngoài ra nữa người ta có thể có được cái đồng xu nhanh hơn nữa trong trường hợp người ta tham gia sớm hơn cái này không có nghĩa rằng là người, mọi người sẽ mua vào ngày mai nhưng mà rõ ràng là là có những cái lợi thế đối với những người mà người ta mua người ta mua những cái gói đó nhanh hơn và sớm hơn. Tôi nghĩ rằng cái này rất là mạnh mẽ. Vâng. Và Andre, chúng ta đảm bảo rằng là uh, chúng ta cung cấp cái phần hình ảnh này và tất cả phần cụ thể này có liên quan nhé cho mọi người liên quan đến nốt và blockchain càng sớm nhất có thể cho mọi người. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây chính là cái chủ đề số một bây giờ cho cộng đồng ạ. Vậy thì tôi, vâng ạ. Tất cả những thông tin này thì nó sẽ trở nên sẵn có vào tháng này. Vâng. Ạ. Vợ vâng, chúng ta hãy đảm bảo rằng là nó sẽ sẽ hiện lên trong vòng vài ngày tiếp theo ít nhất là trong một số cái cái phiên bản tối thiểu và chúng ta sẽ có khả năng đưa ra cho cộng đồng tôi nghĩ rằng cái này rất là mạnh mẽ vậy thì xin cảm ơn anh và thực ra chúng ta có thêm vài câu hỏi nữa nhưng mà chúng ta có một số câu hỏi về vé nữa tôi à, tôi muốn hỏi về cái câu tôi chưa muốn hỏi câu hỏi về cái đó nhưng mà nghe cô vẻ như là chúng ta sẽ cần phải có một số các cuộc gọi hay là cuộc, những cái, cái 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 buổi AMA nữa và chúng ta có phần cụ thể cho khu vực hay một phần cụ thể cho Uh, cho cho coin và uh, node và blockchain. Vâng, Jeremy, chính xác. Tôi sẽ muốn hỏi anh Andre. Anh Andre, anh có thể hứa với chúng tôi là anh sẽ quay trở lại với lại cái MA trước tiếp theo của chúng tôi và chúng tôi sẽ nói chuyện với anh sớm. Xin hứa với mọi người là mọi người họ sẽ thấy mặt của anh và lần nữa uh, trong cuộc gọi. ạ vâng ạ thật sự tôi rất là quý yêu quý kênh rất là nhiều ạ tôi rất cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn quan tâm muốn xây dựng cái này ạ và những gì mà Dimitri nói không phải là đùa đâu ạ mà chúng ta đang trên con đường để của chúng ta có thể vào cái phần blockchain 10 blockchain hàng đầu ạ và chúng ta đã ở trong cái ngành công nghiệp về thể thao và trở thành số 1 và tôi chắc chắn là cái này ạ. và chúng ta có công nghệ chúng ta có cái kiến thức và chúng ta có đội ạ và sớm các bạn sẽ có khả năng chơi xung quanh và các bạn có thể tự kiểm tra các bạn tự trải nghiệm sớm thôi ạ vâng ạ bởi vì là vào cuối ngày thế tất cả là về 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 bí quyết của chúng ta và và Jeremy anh nói và tôi hoàn hoàn toàn đồng ý với anh ạ nó là về chúng chúng ta đang ở cái khía cạnh hết sức là cập nhật của cái công nghệ mà tiến bộ nhất mà kết hợp cùng với lại thế giới thực tế và cái kinh doanh thực tế đúng không ạ? với cái, cái lĩnh vực về kinh doanh thực tế và tôi nghĩ là nó hết sức là mạnh mẽ và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cơ hội cho cái blockchain này cho cái coin này và và tôi chắc chắn rằng Dima sẽ chuẩn bị cho chúng ta rất là nhiều uh, những cái cherries, uh, những cái quả cherry ở uh, trên bánh uh, trong vài tháng tiếp theo của chúng ta hay vài tuần tiếp theo đúng không? để cho cộng đồng có thể sướng sốc sướng với thông tin và xin cảm ơn anh Andrew đã tham gia cùng chúng tôi. Và cảm ơn anh Jeremy có thể là chúng ta hơi bị muộn à? À tôi đây tôi đây tôi đây. <laughs> cảm ơn đi Dimi. Dimitri. Uh, nếu đam mê của các anh cảm ơn anh về niềm đam mê và tầm nhìn của các anh xin cảm ơn các bạn một lần nữa gặp lại các bạn sớm ạ xin cảm ơn các bạn